sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn mẫu Suzuki Satria. Thì hiện tại trên thị trường thì dòng Satria phiên bản 2021 đã được nhập về Việt Nam rồi. Nhưng mà hiện tại thì tất cả các đại lý đang nhập được về với cái số lượng rất là ít. Cũng như giá cả thì hiện tại giá của dòng Satria đang cao hơn một chút xíu so với lại dòng Honda Sonic của chúng ta ha. Hôm nay thì sẵn đây bên Như còn một số mẫu cho nên Như sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Và Như nhắc lại là những cái mẫu ở đây là có số lượng nhất định thôi, không có nhiều. Cho nên là bạn nào mà đang dự định mua xe hoặc là các bạn ở xa muốn đến cửa hàng mua xe và muốn chọn cái màu đó thì vui lòng các bạn liên hệ trước giúp Như một ngày ha, để Như có thể kiểm tra xem là có còn xe hay không để báo các bạn. Chứ nhiều khi để các bạn đi từ xa tới mà hết xe thì rất là đáng tiếc ha. Rồi thì bây giờ không nói nhiều nữa, Như sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn một số mẫu hiện tại mà bên Như đang có nha. Đầu tiên là một mẫu mà hiện tại đang rất là hot trong năm nay, cũng như là rất là nhiều bạn hỏi Như, đó chính là màu đỏ candy này, đi với lại một số cái họa tiết tem vàng và tem trắng như thế này nha các bạn ha. Màu này là màu sơn 3D và hiện tại bên Như đang bán em này với mức giá là 59.500.000 nha các bạn. Đây. Ở đây thì bên Như hiện tại thì bên Như đang có một cái chính sách rất là mới, đó chính là khi mà các bạn mua xe mới bên Như và các bạn lắp phụ kiện khóa chống trộm thì tất cả sẽ được giảm tới 50% khi các bạn mua xe mới ha. Thì ở đây bên Như có con này thì bên Như lắp sương sương một số món như là che bảo vệ két nước nè ha. Cái che bảo vệ két nước này thì khi mà các bạn lắp cái này, thứ nhất là thẩm mỹ, cái tính thẩm mỹ. Thứ hai là khi mà các bạn đi trên những cái cung đường mà sỏi đá thì không có sợ bị sỏi đá văng vào nó ảnh hưởng đến cái két nước phía bên trong của mình ha. Cái này như thấy rất là cần thiết cho các bạn nha. Cái thứ hai nữa là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm này thì nó rất là nhiều chức năng, cho nên là để video nó không bị dài dòng quá thì Như sẽ Như xin cái này Như sẽ tư vấn riêng cho các bạn ha. Rồi và ba ga, ở đây thì ba ga titan ha, Như có lắp thêm một cái ba ga. Và kế tiếp đó chính là một cái chống đổ. Tác dụng của chống đổ này là ví dụ như trường hợp mà các bạn dựng xe mà các bạn làm ngã xe chẳng hạn, thì cái này nó sẽ có tác dụng là nó chống phía dưới đất ha, bảo vệ cái dàn áo của mình. Và cái thứ hai nữa là Như thấy là nó sẽ cũng có một cái tính thẩm mỹ, nhìn nó sẽ rất là đẹp, nhìn nó rất là chất. Thứ hai là các bạn có thể ngồi và có thể gác chân lên trên đây ha, thì Như thấy nó cũng có rất là nhiều công dụng. Và tất cả những cái món này tất cả đều được bảo hành cho các bạn hết luôn ha, cho nên các bạn yên tâm về phần này nha. Rồi ok, kế tiếp thì Như muốn giới thiệu các bạn một màu nữa, đó chính là màu xanh xi măng. Màu này cũng rất là hot trong năm 2020 vừa rồi. Và hiện tại thì em này bên Như cũng đang bán đồng giá với em màu đỏ trên đây, là đang nằm với mức giá là 59.500.000 ha. Và tương tự đó thì bên Như cũng có lên một số cái món phụ kiện sơ sơ như thế này cho các bạn tham khảo qua ha. Em này thì bên Như đi với lại tem màu, họa tiết tem màu vàng nè. Đó, cho nên nó sẽ đánh bật cái xe của mình, nhìn rất là đặc sắc. Rồi, phía dưới đây thì GTR, Supra GTR này thì Như báo giá thôi ha. Còn bạn nào mà thích cái dòng này thì các bạn có thể liên hệ ngay cho Như nha. Em này thì màu này là màu độ tem, màu đen đỏ, đang bên Như đang bán với mức giá là 52 triệu nha các bạn. Rồi, còn phía dưới đây là một em này là phiên bản màu zin. Màu này là màu đen trắng, mà cái trắng này là dạng như trắng ngà đó các bạn, chứ nó không phải là trắng tươi nha. Đó. Rồi em này thì đi với lại bánh mâm màu đỏ, tất cả đều là zin hết. Màu này là màu zin phiên bản 2021 nha. Thì bạn nào mà có thể thích cái phiên bản mới lạ, độc lạ này thì nhanh tay đến với cửa hàng Minh Như, tại em này hiện tại Minh Như còn không thiếu. Thì cũng như tương tự thì em này bên Như có lắp lên một cái bản tên titan. Rồi, chỉ có lắp lên bản tên titan thôi, ngoài ra không có lắp gì nhiều hết. Rồi. Ngoài ra thì bên Như còn có thêm một số mẫu màu zin nữa ở phía ngoài đây, thì các bạn cùng Như mình ra đây mình xem ha. Em này thì màu này là màu xanh nhám phiên bản 2020 nha các bạn. Thì màu này bên Như đang bán với mức giá là 58 triệu. Còn phía bên kia thì bên Như có thêm một mẫu xanh nhám phiên bản 2021, các bạn có thể nhìn sơ qua ha. Đây, cái này do trưng bày ở phía trước cửa hàng cho nên là các bạn có thể quan sát kỹ giúp Như nha, nó hơi tối một xíu.
Và tất cả các phiên bản này khi mà các bạn mua góp, các bạn chỉ cần trả trước giùm Như từ 15 tới 16 triệu trở lên. Hồ sơ cũng rất là đơn giản thôi, các bạn mang giùm Như chứng minh với hộ khẩu hoặc là chứng minh với bằng lái khi các bạn đi mua góp là được ha. Thì hồ sơ Như sẽ hỗ trợ cho các bạn trong vòng 30 phút các bạn làm hồ sơ là có thể lấy xe về, mang xe về ngay. Và thời gian mà làm biển số đối với những cái dòng xe nhập khẩu như thế này thì nó dao động tầm cỡ 1 tháng. Cho nên là biển số thì nó sẽ hơi lâu xíu, nó có phần hơi lâu một xíu, cho nên là Như nghĩ là nhiều bạn mà mua xe nhập khẩu chắc là các bạn hiểu được và thông cảm về vấn đề này. Cho nên là bạn nào mà đang dự định mua xe thì các bạn nhanh chóng mình mua xe chờ điểm này ha, để có thể kịp biển số trước Tết, tại vì ở cái Tết nó đang cận kề với chúng ta rồi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, thì nhớ liên hệ trước cho Như để mình nhận được những cái quà tặng ưu đãi hấp dẫn cũng như là hỗ trợ về cái phần xăng xe cho các bạn nha. Số điện thoại của Như là 0967 080 520, hoặc các bạn có thể liên hệ cái số 0847 458 323 phía dưới màn hình ha. Cảm ơn các bạn, bye bye.